Akinoa ta đang đi đầu. Chúng ta đang xâm lấn vào trong bãi bùa đá, bãi quái đá của đối phương. Akinoa ta bị xây rất đau bởi đó là Yu. Akinoa còn quá đấm máu, nhưng người phải bỏ mạng đầu tiên đó là Eagle. Akinoa đang kẹt trong cái bãi bùa đá này. Anh ta vẫn còn sống với một đường về an toàn, mặc dù trước đó thì Akinoa đã mất đi các cấp biến của mình. Nhưng đây là con rồng sẽ thuộc vào trong bên phía của TC, không quá nhiều sự cản phá đến từ STC. Akeno đang bị bắt lại, Akeno còn thấp máu. Akeno lên bảng điểm số, TF bây giờ mới đến. TF đang trả ngược sát thương, và người tiếp theo lên bảng điểm số đó đi cùng với đó là Gray của TC. Rồi Gold Farm replay ở đây để xem là tình huống này Gray đã làm xuất sắc như thế nào. Nhưng đây pha sóng âm chính xác vào người của đối phương đó tính từ TF. TF vẫn đang cố gắng gây sát thương nhưng vẫn đang còn phải ngừng đúng sóng âm lần hai và kích hoạt với ba mạng mà TF đã có được trước đó. Bây giờ phối hợp tiếp tục là Isaac được một người và hấp tung, đó là Chu Lai. Và Ray hắn ta nằm xuống một cách vô cùng bất lực. Bây giờ thì Eagle mới đến, Eagle đến thì đã chậm rồi. Ray là người hỗ trợ cho Akeno ở trận đấu này, từ đó là chính xác. Hắc ám soi rọi bước được rất nhiều giáp dành cho hai người đồng đội của anh ta cũng được trên. Eagle đã bị đổ phá bổ canh đủ đam, đó là Minas rất hay. Và đây là score bằng tinh thần cảnh xấu, nhưng chỉ để thoát đi mà thôi. Bây giờ Yu đến, Yu bắt đầu bắn nhưng Yu đang bị bắt lại với sạc tài khoản của mình. Yu mất đi tốc biến có thể lùi đi xấy tên Yu ba điểm sắc được. Khi mà TF đến thì đây là hủy diệt dành cho SPTC. Người tiếp theo đây bạn đếm số đó là score. SPTC có được hai người, sau đó Yu lại bay vào trụ đối phương với chiêu cuối. Nó phải nói là phối hợp với nhau nó quá kinh khủng. Khoan đã, Minas cũng muốn tham gia cuộc vui này, ta không muốn dừng lại. Dù khi thấy đối phương có đến tận hai người đây, họ vẫn không muốn dừng lại bên phía bên kia. Eagle không thể nào chạy đâu được cả khi hắn ta phải đối diện đến tận ba người của SPDC. Đây là tiếp anh ta băng vào, ta tiêu đốt vào người của Yu. Yu tiếp tục là người lên bàn đếm số. TF anh ta còn thấp máu nhưng anh ta có dao hồi sinh. Là người phải lên bàn đếm số bên phía của TG Sport. Đây Score đang muốn làm một điều gì đó, anh ta đang cân bà. Anh ta đang muốn lấy mạng July cũng như là TF. Score bây giờ mất đi đồng hồ cát, ta đang đứng giữa vòng vây. Minas tiếp tục là một pha canh đủ đà với cái chiều cuối của mình, ta bổ quá ghê. Khu vực đường dưới, nỗ lực phòng thủ của TG Sport. Score ta băng ra mấy tầng cái xấu nhưng ngay lập tức phải lùi về. Score đang quá thấp máu. July một lần nữa bay vào bên trận chơi. July có được điểm hạ gục của PVN một lần nữa và kéo được một người, đó là Minas, đó là Gray. Gray bất lực phải lên bàn điểm số. Trong khi đó thì TF anh ta đang múa ở trong trụ bên phía đối phương. Dù ta đang nỗ lực bắn nhưng nỗ lực của Yu là không đủ để giữ lại cho TG cái đường siêu cấp này. Và SPDC muốn chấp dứt trận thi đấu đại lục, họ đang hạ gục từng người của TG. Yu là người cuối cùng sẽ phải nằm, nhưng đó là July cũng đã phải trả giá qua băng vào này. Nhưng chiến thắng ở ván thi đấu thứ nhất này đã thuộc về cho SPDC. Thì team hồn July không thể nào. Khoan đã, chúng ta xem pha lao vào này đến từ TF. Hấp tung được hai người, đó là PVN. Nhưng PVN còn rất tấm máu, nhưng cái xung cuộc xin mời nó mang rất quý hiệu quả của nó. Akeno buộc phải thông minh bên kia bờ từ để còn thắng tắt đi, nhưng không tắt đi được. Akeno lên bảng đếm số. Và tiếp theo là người chơi đi đường bên phía TG, đó là Eagle. Yu đã phải nằm xuống. SBTC đang chạy lên với July. Khi ra ta tốc biến thì có thể luôn ở vị trí của July. July đang bắn được, July lấy được vài một mà hai gục của Ari ở tay của Gray. July đây rồi. Vị trí PVN, July tiếp tục không mang hai gục. Nhưng con Timo này bây giờ sẽ phải nằm xuống khi mà Score đã đến rồi. Ta đang rình rập ở trong cái bụi thế này. Có phải rình rập con cá mập từ rất lâu. Ta lao vào, ta chưa xét được ai. Nhưng đã sống âm vào trúng người của PVN. Nhưng PVN xuất hiện hành trang cũng là rất hay. Bây giờ thì Eagle đến, nhưng lỡ lòng cướp hất lui Eagle về. Và đây là sấy tàn trường, sấy rất đau. Ướp đại đi chân cũng là rất hay nữa. Bây giờ Gray đến thì mọi thứ được giải quyết. Ba màn hạ gục dành cho TG. Dạng không có đường giữa để dẫn đến khoan. Đây là solo của một đường trên. Và đây là bao gồm solo skill đến từ Score. Nhưng anh ta chạy được về không đây. Lee Sin Girl Pro ăn nốt con xe thì thôi. Năm luôn bạn ơi. Con xe kiếm thêm 85 tiền nữa là một chút lượng kinh tế. Quan đã một pha thủy ngôn chính xác vị trí của Gray. Và đại ông thủy chỉ trúng vào Gray. PVN xuất hiện hoàn tráng rất tung tiếp tục được July. Lại một lần nữa là bàn điểm số với Timo. Rồng đã được ăn bởi TG Sport. Bây giờ SPTC đang muốn báo thù. Người bị hôn gió chính xác đó là Minas. Và bây giờ thì SPTC đang luôn là một chấm. Trước khi lao lên trở lại, TF anh ta đang băng vào. Thì TF anh ta bốc hơi quá nhanh. Yu đang bị đánh, Yu còn rất tấm máu, Yu không bắn được. Nhưng mà hạ gục tiếp theo là thuộc về cho Score. Akeno bây giờ hết mana, cũng hết máu, ta lùi về mặc dù Kiran. Đối phương có quá nhiều chiêu để có thể khống chế được nó. Tiểu lần này có thể lần tiếp theo đấy không? Hất tung thành công. Yu đang ở phía sau lưng, thành trường chưa có. Ai sẽ là người sẽ thương? Đó sẽ là Ray. Lao lên hung dữ. Chấm gà trúng vịt á. Và Minas nằm xuống dưới họng súng của Yu. Thì em đã chuyển ra đây và ta bắt được Score. Score làm con revenge, ta quay lại trái sắc thương cực kỳ đánh đá đại ông thủy. Sau đó là một cái thủy ngục chính xác vị trí của Score. TF đang quay trở lại dây chuyền chuộc tội. Và TF sẽ có được bà của Score. Một cái nắm đốt máu,
ta chỉ còn gần nửa máu mà thôi. Như anh ta có giáp hồi sinh, người ta hoàn toàn có đủ khả năng tranh chấp trọng vào phải này, giao tranh này. Đây là phải dây chuyền chuộc tội. Và bây giờ Igor anh ta đã lao vào trừng phạt, đó trừng phạt những rồng thuộc về cho bên phía của TG. Và trừng phạt với Minas ở khu vực đường giữa đang bắt vị trí của Yu. Yu anh ta bơm lên đồng cát, có sự hỗ trợ của VPN ở đây. Ui, anh ta đang hỗ trợ cho Yu có thể lui về. Yu vẫn còn máu, Yu vẫn đang bắn được, nhưng Yu bị đốt máu quá đầu bởi con T-Ball này. Yu lên và đem số Minas. Bây giờ anh ta đang lùi về 1 chấm máu của mình. Ta thành công lùi về với 2 lực sắc cắt và sắc của mình. Ngược Eagle trở lại, Eagle đang quá mạnh ở thời điểm này. Lượng tiền của anh ta đang hơn TF đâu đó khoảng tầm gần 3.000 tiền cơ. Kiran bị cố máu lấp đầu, quay trở lại trả một mũi tên xuyên phá như đây và lao vào rất mạnh mẽ lên từ VPN, có được điểm hạ gục của Kiran. Bị ấp tung bởi cái đài ông thủy. Đây là Minas, anh ta la lao vào làm choáng được một người, đó là Yu. Nhưng Yu đang quay lại trả sát thương cũng rất đánh đá. Eagle đang bị lùa, Eagle mất đi giáp hồi sinh. Mạng hạ gục sắp hạ của VPN là dành cho Akeno, tiếp tục là Akeno ăn mạng à. TC bắt buộc phải tranh chấp, nếu không muốn ba rồng lọt vào tay đối phương, bật lên tầng cao sau đó là Minas. Minas lao thẳng vào đội hình 5 người bên phía đối phương, nhưng Minas quá đơn độc, Minas bốc hơi. Và bây giờ thì lao vào dòng đài đi chấn đến thì gồ nhốt được 3 người, nhưng nó không có sát thương bồi vào và rồng đang được tranh chấp. Rồng tuột vị trí thể kiểm soát hang Baron của họ. Vì vậy bây giờ thì FPTC họ nên chơi chủ động hơn ở phía trên bản đồ. Và đã đây tiếp tục là pha lao vào đến từ Minas làm choáng được, đó là Eagle. Ôi, lao vòng rất mạnh mẽ rồi VPN, nhưng lập tức người ta phải lùi về khi còn một nửa lượng máu. Lại một lần nữa lao vào để tùy của dẫm đài đi chấn, úp vào được Kiran. Nhưng đây là đài ông thủy được tung ra bởi Akeno. Ở phía sau thì Score đang chém vào một người, tôi không còn thấy Score nữa. Akeno đã phải lên đài đếm số và lao vào rất hay đến từ Ray. Nhưng Ray đang bị truy đuổi và ta cũng đã phê đi. Bây giờ Yu đang có thể bắn, Yu đang có những người đồng đội của mình. Yu đang được xả sát thương từ phía sau và rất nhiều màn hạ gục dành cho TC. Đó là 4 màn hạ gục của SPTC trong kỳ. Nghĩa là kịp, nếu như họ quyết tâm, thật sự quyết tâm ở trong pha này chắc chắn sẽ là kịp. Một nửa máu của trường này chính được lấy đi. Và nổ lòng cước lao ngược trở ra đến từ TF. Và Yu đang quay trở lại bắn vào người Akeno, bắn được như lực. Anh ta tiếp tục hạ gục được thêm một người nữa. Bên phía bên kia thì sao, đồng đội của anh ta trở về dạng giáp thiên thần, thì giữ chân ngược trở lại là Score. Score đã bị làm chậm, bị bắn đối phương liên tục. Con Timo nó quá khó chịu đi, đang tiếp tục tăng tốc và đuổi theo mọi người của Score. Score chắc chắn là sẽ phải làm được từ đủ này, tại vì đối phương nhổ được một phát độc nữa và nằm xuống. Thật là 13, tầm nhìn là không có quá nhiều. Đại hùng thủy được tung ra, phức tung được khá nhiều người bên phía của TG. Dịch chuyển đang bắt đầu được sử dụng ở đây. Dù cùng với những người đồng đội của mình chuyển hướng qua đánh rồng, không, họ quyết định là đánh người. Họ tấn công một người Zulai, Zulai ứng đồng hồ hướng động của mình vẫn đang sống sót được, không rõ liên tục một pha sóng âm chính xác vào người của Andy trong tay quay đây để phải bỏ chạy. Nhưng hàng sau của bên phía SBDC đang tan vỡ hoàn toàn với sức sát thương khủng khiếp của con Riven này. Double kill dành cho Riven trong tay của Scar, và đây sẽ là lúc chấm dứt trận đấu dành cho TG. Luôn chặt đã có dây dịch chuyển, đã có dây dịch chuyển đến Tigo. Bây giờ TC đã có 4 người ở đây. TF mất đi đồng hồ cát của mình, cái dây chính đang bị đánh, dây chính là tụi máu không phanh. Chiến thắng dành cho TG, 1-0 trong trận thi đấu này. Gan, cái sát thương gây ra của mình nó sẽ không là bao nhiêu cả. Món trang bị đầu tiên hoàn đều phải băng trụ lướt vào là TF, nhưng vẫn sẽ có điểm hạ gục dành cho TF ở trong tình huống mạnh và sóng âm chính xác của người đối phương. Thậm chí là họ muốn một lần nữa và nổ lòng cước đủ tầm để cho Yasuo của Zulai bay vào và hủy diệt con Senna của VPN. Người bị kẹt lại ở trong pha giao tranh này đó là ai? Yu thật sự được tung ra. Yu đã hạ gục thành công được Kiran, nhưng bên kia đồng đội của tặc đã ngã xuống một lần nữa. Còn này với khá là nhiều tầm nhìn được cắm từ trước đó đến từ SBC lao lên và tấn công thành viên bên phía bên kia. Nhưng đây là chiêu cuối rất đẹp mắt đến từ con quả rồng lướt xuống và cũng hủy diệt được Kiran. Kiran đã không còn trên bản đồ, vùng sát thương chính của SBC đã bị úp hơi. Một người khác gặp nguy hiểm đó là Zulai, anh ta bị đối phương hạ gục. Double kill dành cho Eagle. Thì bên phía bên trái là TF sự xuất hiện của Minas ở đây đã gỡ lại một điểm hạ gục cho đồng đội của anh ta. Yuka xấu đến từ Score cũng gỡ lại một điểm hạ gục được, đó là điểm shut down. Anh ta đang cố gắng luồn rách, anh ta đang cố gắng khởi tức nổ thành công trước khi bò ra khỏi cái sự kềm hãm của đối phương. Thì không bò được. Vâng, SPTC đã có một pha giao tranh hoàn hảo hơn rất nhiều so với TG. Đây là pha giao tranh một lần nữa, lại là trăng trôi đến từ Zulai. Zulai có được điểm hạ gục. Bây giờ team Eagle đang bị chém, Eagle mất đi giáp hồi sinh. Con đồng đang được ăn với SPTC xảy ra đánh trường nhưng không gây được quá nhiều sát thương, đó là Yu. Eagle lên bảng điểm số, double kill dành cho Zulai. Nhưng một người của SPTC lại thắng máu và đã lên bảng điểm số, đó là Akeno. Nhưng rồng vẫn sẽ thuộc về cho bên phía của SPTC. Trận đấu rất nhanh, trận đấu diễn ra với nhiều cực kỳ nhanh đến từ SPTC. Giả được thả ra cùng giữa nước lên bắn, nước lên và trong đối thức là Minas. Chiêu cuối được sử dụng đến từ bản thân đang tìm kiếm được vào Sado Kira. Ta sử dụng tốc biến và cả lá chắn của mình để thoát về hàng sau. Họ ngay lập tức quay ngược trở lại và hủy diệt Yuka sau của Score, không cho tay chạm vào người Kira. Bảo kê đồng đội rất tốt là SPTC.
SPDC và phải ép vào cái trụ này. Cái giả thực nick đã được giải quyết. Nhưng đây là ba băng trụ cực kỳ mạnh mẽ đến từ SPDC. Họ có được thêm rất nhiều điểm hàng gục nữa và sẽ có thêm được cái trụ một của mình đứng giữa này của cái gì. Jeff và Zulai đang cày nhát hàng tài mặt đỏ khoang đã chưa cuối được sử dụng vào người của đối phương. Đại đi chấn khá tốt đến từ Javan, không có sát thương nhiều theo vào tiếp lại hạ gục thành công. Người chơi xạ thủ vô thêm một lần nữa. Trong khi đó thì Kiran, anh ta đã bị hạ gục cùng với là hỗ trợ Akeno rồi. Không sao cả, sát thương vẫn còn rất nhiều và sau đó phải cử một người đi cắm mắt. Rất đáng tiếc là Eagle không có sự trợ giúp của đồng đội cũng như không còn bất biến nữa. Baron sẽ dành cho SPC hay chẳng chiêu cuối. Bọn giáo sau bằng lướt xuống, Gray không tìm thấy được bất kỳ ai cả. Akeno đang lướt một phía bên kia để bỏ chạy. Trong khi đó thì Zulai cùng với là Dev lại tiếp tục cày nát dù không có cửa chơi ở trong từng pha giao tranh từ nãy tới giờ. Và trong khi đó thì Vinat đi sau đuổi theo một người khác, đó là chú cá sấu của Skull sẽ bị làm thành món gỏi cá sấu. Và sau đó thì họ sẽ làm thêm cái món chả nướng Baron nữa cho nó đủ bộ. Thì lợi thế sẽ dành cho SPDC với sự có mặt của TF Polysin ở trong đội hình. Khoan đã, đây là pha lao lên trả đòn đến từ TC, úp đài đi chấm vào người Kiran. Kiran không còn cách nào khác là phải nằm. Một người khác đang tắt màu, Mina cứ quay lại trả sát thương tới SPDC. Và Gray một lần nữa lên bàn điểm số, và tiếp theo là Eagle. Bây giờ là dù anh ta né được cái sóng âm, anh ta lùi về được PVN thì cũng đang phải bỏ chạy cùng với dù. Hai con bài này bắt buộc phải đánh lùi trong ban thi đấu này. Keno đang lao lên rất mạnh mẽ và mất đi đồng hồ cát rồi. Keno TF đang lao vào nhà chính của đối phương. TF bật lên đồng hồ cát hai ở khu vực rừng rồng. Đến khi đó thì TG với những chất thứ quang đã lao vào cực kỳ mạnh mẽ và chăm chỗ được hai người đó là Chulai và điểm mà của Legendary dành cho TF. Và SPDC bây giờ họ đang tràn lên. Trong khi đó thì Akeno đang lấy trụ với đợt lính của mình. Score đang bật lên thần cái xấu chung chiều sát thương. Như Akeno cũng là rất trâu ở phía bên này. Minas tam bộ kiếm tốc làm choáng được Score. Score mất đi được một đợt lính lên quân phía SPTC. SPTC 5 người và tự đổi thất máu. Mỗi bên Chulai là còn đầy đủ lượng máu của mình. Thì GPVA đang rất nỗ lực có thể phòng thủ ở trong cái bể đa cổ của mình. Like fanpage Liên minh Hình thái Thúc Chiến eSports và nhấn subscribe kênh YouTube Liên minh Hình thái Thúc Chiến để cập nhật những tin tức thú vị và theo dõi giải đấu Icon CDC.